Bây giờ là những thông tin về thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn có mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ là từ 16 đến 28 độ, độ ẩm trung bình là 80%. Khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng núi đất phía Tây có mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ là từ 18 đến 29 độ, độ ẩm trung bình là 83%. Khu vực vùng núi thấp, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ là từ 20 đến 31 độ, độ ẩm trung bình là 83%.